Hello, xin chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã đến và quay trở lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục với tựa game Big Sport nha. Ok, thì nay thì ta sẽ vẫn đi ăn non theo thường lệ thôi. Nhưng mà nay mình đổi gió các bạn nhé. Bình thường mình có ăn non ở quái thú và siêu xe các bạn. Nhưng nay thì mình sẽ chơi số bốn. Cái đây mình chơi số bốn không hiểu sao mà kiếm tiền nó ổn áp phết các bạn ạ. Thực sự luôn. Đấy thì nếu mà ăn non ở số bốn thì gọi là nhân phẩm ạ. Nhân phẩm chứ nó không thể nào mà quyết định các bạn có thể tỷ lệ thắng cao hơn đâu. Nó chỉ thắng 50 trên 50 như các bạn chơi TX thôi. Đó. Đấy bởi vậy nên là sao? Các bạn có thể cân nhắc cho mình. Vì cái này nó cũng dễ chơi các bạn. Vì đây này. Nó sẽ có cho các bạn là 4 ô cược. Nhá. Thì có bạn là nhà cái. Các bạn không phải chơi PB hay là chơi bất kỳ hai gì cả nhá. Mình đã bạn thắng được. Các bạn nhà cái kia và thắng vào đây là sao? Là sao? Nó sẽ chia ra mỗi bên là 5 lá bài. Nhá. Nếu mà bên bài bộ bài của bạn nó cao hơn các bạn nhà cái thì các bạn thắng, và cao hơn ở đây là gì? Nó sẽ có là bài lẻ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 và buôn cao nhất là 44, hay gọi là 40 đi. Đó thì sẽ biết được nhá. Ở đây thì các bạn có thể bỏ ra một số tiền nhất định. Nếu bạn bỏ ra 10k nhá, các bạn lấy các bạn người ta mà buôn buôn thì có thể mất đi là 100k luôn, nhân đến 10. Đó, tất tay ở đây là gì? Tất tay đây là gì? Mình sẽ tất tay cho các bạn một ván này. À không 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 được. Mình đang ăn non nhá. Mình đánh cái đó được. Một phát là toàn ngay. Mình sẽ đặt cho một 50k cho các bạn xem này. Đây, cầu số 3. Thì hay còn gọi là cái ô này là lá nhép nhá. Đây, ví dụ nếu người ta buồn buồn thì mình có thể mất đi tận 500k rồi nhá. Đấy, ăn non bằng cách này. Nói chung là cũng gọi là hên xui thôi. Buồn bãi đây, toàn có khả năng là mất. Buồn tao, mình vẫn ăn này, 48k buồn bãi nhá. Ôi ôi, 400k. Ngon lành vẫn chạy luôn. Đó là ăn non một phát ăn 400k đỉnh không? Thật sự phá đó mình mà thua là mình mất 350 các bạn ạ. Đấy thì lấy số tiền các bạn đặt nhá, nhân với cái bùn kia kiểu là bùn bài thì là lấy nhá, 50k nhân cái bài sẽ là 350, nó dễ tính đúng không? Và mình nói rồi, chơi cái này là nhân phẩm các bạn. Nếu mà nhân phẩm các bạn là nó thấp nhá, nhân phẩm các bạn thấp thì các bạn sẽ chết thôi. Đấy, bốn ô này các bạn cảm thấy cái ô nào cảm thấy thắng thì các bạn phải đặt theo. Và thậm chí đôi lúc nhá, các bạn nhà cái này, này người ta có thể là ăn cả luôn, buồn kinh nhé, đó. Người ta là ăn cả tất cả người đang chơi. Và đôi lúc thì bạn nhà cái có thể thua tất cả những người đang đặt ở đây. Đó, lên cái này nó dạng hên xui mà. Đấy thì các bạn thì là lựa chọn những trò này các bạn ăn non xem như thế nào. Mình cũng thấy chưa cái nào hay thắng đấy các bạn. Buồn buồn này, đây vô tình cái ô này mình ăn này. Đó. Đấy. Ăn ba người vào nhà cho các bạn buồn buồn. Vẫn thua tiền, âm tiền. Mà tôi sao các bạn buồn buồn mà đặt bốn mạnh tiền là ít thôi. Đấy, chứ cái này thì chung là rất dễ kiếm tiền. Mình chứ cái này lúc thắng được tận 5 đến 10 ván liên tục luôn. Nhân phẩm mình tốt đấy, các mình đặt cái gì không biết kiểu gì các bạn. Nói chung là hy vọng ấy, là ván nào cũng có những cái ô dưới đây thắng là được. Bạn đặt đúng cái ô mà nó thắng là ok các bạn nhé. Đấy thì mình chỉ chia sẻ như vậy thôi, mình không cố ở đâu. Mình đã từng bị bắt sai lầm các bạn. Mình trước đây mình có ham ấy, chỉ muốn rút tới khoảng 500k nữa. Cuối cùng là đen, bài một lúc 5 củ luôn. Có một cái sai lầm mà mình sẽ ghi nhớ các bạn nhá. Họ bởi vậy cái lòng tham hay bị cuốn là rồi vậy đấy các bạn. Ta nên biết cái điểm dừng, ta nên biết đủ, chứ đừng bao giờ mà cố nhá. Ăn non đúng một ván là mình chạy. Tức là cái đó là mình giới thiệu cho bạn cái trò Super Bowl thôi, chứ không hẳn là cái trò đó là ăn non nó tuyệt vời nhá. Ăn non nó cũng dạng chả chi là tài xỉu đâu các bạn, thật sự. Đấy, nếu cái ván đó mình thua thì mình có thể mất 350 mà. Thế cái nào nó dạng hên xui. Mình thấy cái trò đó dễ chơi và các bạn để gió đổi gió từ tài xỉu sang Super Bowl cũng được. Tùy các bạn nhá. Đấy thì ok, mình sẽ dừng video ở đây. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay này, hữu ích thì để lại mình một lượt like cùng lượt bình luận phía dưới nhá. Còn nếu các bạn mà quan tâm nữa từ cái Big Boss này thì các bạn thì truy cập cho mình cái đường link game mình có để phía dưới phần mô tả ấy, hoặc là ghi ở đầu với lại để các bạn có thể là tải về trải nghiệm kiếm tiền nhá. Bạn nào có vốn thì có thể nạp vào làm chúng ta, các bạn test game giúp được mình đấy. Nếu mà dùng số tiền làm chúng ta đó có thể đánh lên tiền được thì ngon, còn không thì chấp nhận. Ok.